Năm công thức hiện sinh ngoài cách suy nghiệm sự biến thiên của thời đại, của không gian, của vũ trụ trong sự phân hóa đối lập tương phản nhưng thống nhất trong thế giới của thi ca, giọng điệu thơ ngoài khanh đa tầng trong nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, có lúc buồn bã hoài niệm về quá khứ, có lúc lo âu hoài nghi về hiện thực, có lúc suy tư tự vấn bản thân trước mất mát chia ly cuộc đời. Luận điểm bố, có lẽ điểm hạn chế ở bài hát là giọng điệu ngôn ngữ thơ đôi lúc sự bi thương khúc tha khóc tha ít nhiều mang màu sắc tuyệt vọng của thân phận lưu đày phải chăng giọng điệu ngôn ngữ ấy khởi phát đau đớn quy kịch của con người trong bối cảnh Việt Nam những năm 1954 phải đang bị chìm đắm bởi quãng lửa chiến tranh với xung đột chính trị tôn giáo vân vân, và ngoài thanh thật sự đạt được thành tựu ở thể loại thơ từ Bắc, ông kế thừa được âm điệu